Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hệ thống liquidity heatmap và Big J thông qua cái việc mình viết qua cái phần mềm mà mình đang dùng để thay thế cho cái bookmap. Trong tương lai mình sẽ bookmap thì ở đây nó sẽ cái hệ thống nó cần cái gì? Thứ nhất ấy, hệ thống nó cần những cái thứ sau. Thứ nhất nó phải hiển thị được được những cái big J này, cái big J. Đó, hệ thống nó phải hiển thị được những cái big J. Thứ hai là hệ thống nó phải hiển thị được những cái gì, những cái khối liquid rất là lớn được 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 khớp lệnh, được thực thi. Và thứ ba nó sẽ phải hiển thị được những cái khối liquidity lớn để tạo thành cái vùng thanh khoản lớn. Thì những cái vùng thanh khoản lớn này đa phần nó sẽ là cái vùng flip, nghĩa là khi mà giá nó đi qua thì nó có khả năng quay lại, và nó quay lại thì nó có thể đi xuống hoặc nó phá thủng cái vùng đấy để nó đi đi lên. Và cái vùng Big J này chúng ta sẽ sử dụng cái công thức mà mình có chia sẻ về tính năng stop ấy, để chúng ta vào được cái lệnh ở cái vùng này. Ví dụ như ở đây chẳng hạn, thì cái đỉnh thứ hai nó có cái khối lượng volume thấp hơn cái đỉnh thứ nhất, thì chúng ta có thể vào lệnh và stop loss ở đây để kỳ vọng rằng giá lên đây, nó qua đây, nó test được ở đây và nó đi đi lên. Thì những cái vùng Big J này nó sẽ có tác dụng là gì, là nó là một cái flip, nó là cái flip để chúng ta nhìn thấy. Thì nếu như thị trường nó đã vượt qua cái vùng này rồi thì chúng ta sẽ chờ mua ở đây, và đây là confirm chúng ta lên. Nếu chúng ta vượt xuống thì chúng ta sẽ chờ bán ở đây. Thì đấy là cái hiển thị. Thế vì chúng ta sẽ có những cái tính năng cơ bản như thế ở trong cái heatmap này. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì, là hai tham frame, và đây là lo tham frame. Đây là thứ nhất. Cái thứ hai là về cái những cái cú những cái big trade này, thì mình sẽ bắn cái tín hiệu này thông qua vào Telegram hoặc là vào một cái signal nào đấy, để chúng ta có cơ hội để chúng ta vào lệnh ở những cái vùng vùng như thế này. Thứ ba là hệ thống này nó sẽ update trong thời gian tới, nó sẽ update một cái tính năng, đó là gì, phát hiện những cái vùng khớp lệnh mà ở đấy nó, ví dụ như mình ví dụ như là đây chúng ta có vùng khớp lệnh mà có thể phát hiện ra ice bucket ở đây chẳng hạn. Thì cái này hiện tại ở cái công cụ này chưa có, thì chúng ta sẽ phải dựa bookmap thì chúng ta có thể xem bookmap ở đây. Bookmap thì hiện tại là mình vẫn để ở trên bên 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 hệ thống, và mình chưa 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 làm được cái vấn đề đấy. Thì chúng ta sẽ những cái iceberg này, những vùng iceberg này thì chúng ta sẽ sử dụng bookmap. Còn cái hệ thống như là cái Big J này, những cái tín hiệu có bóng này, thì sử dụng qua hệ thống này mình nghĩ rằng sẽ dễ nhìn hơn. Mình nghĩ là sẽ dễ dễ nhìn hơn để chúng ta có thể sử dụng, đúng không? Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượt hấp thụ nó giảm dần này. Đấy, những quả bóng nhỏ dần này, hấp thụ giảm dần. Tức là cái lượng cung ít đi, sự cung ít đi, và chúng ta cần gì? Cần kiểm soát. Ví dụ ở đây chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái vùng vùng mà khớp lệnh này với những cái lượng lớn hơn này. Đó, thì đấy là cái công công cụ mới mà sử dụng để thay thế cái việc mà gì, nhìn qua thằng thằng future của bookmap. Tất nhiên sẽ phải thêm những cái tính năng mới nữa, nhưng hiện tại như thế này nó đã đủ cho một cái heatmap cho vàng rồi.